Trước khi bắt đầu nội dung của vlog thì mình xin khẳng định với các bạn rằng vlog này sẽ giúp các bạn tiết kiệm cực kỳ nhiều. Mình và anh Khánh đều là coach, nhưng ai muốn trao đổi trực tiếp nội dung kiến thức cũng như là tập luyện chung với bọn mình một buổi thì đều phải mất phí. Và trong video này thì mình ghi lại toàn bộ buổi tập cũng như là buổi trao đổi kiến thức. Do đó nếu như các bạn xem thì gần như các bạn sẽ tiết kiệm được khoản chi phí trên. Đồng thời mình cũng mất chi phí đi lại để thực hiện vlog này nên nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm cực kỳ nhiều, hứa với các bạn và mong rằng nó sẽ giúp các bạn tiến bộ nhờ những nội dung hữu ích trong video. Chào mừng bạn đến với kênh Văn Tới Clinic. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Đồng Nai, ngồi kế với mình ở đây là coach của mình. Và giờ mình sẽ để anh ấy giới thiệu sơ về bản thân cũng như là phương pháp tạo biết to nhiều mà mình đang theo đuổi. Xin chào mọi người, thì mình giới thiệu mình là Lê Hồng Khánh, hiện tại đang là mod của một số group thể hình tại Việt Nam và cũng là một quản lý phòng tập nhỏ dưới Đồng Nai. Thì hiện tại mình đang sử dụng cái phương pháp tập ít mà to nhiều giống như là tới có giới thiệu. Thì hôm nay mình sẽ cùng tới nói với phương pháp này cho mọi người. Để nội dung của video trở nên dễ hiểu thì mình sẽ thay đổi bố cục của nó so với thông thường. Đầu tiên thì mình sẽ đưa ra một set tập sử dụng phương pháp HIIT để các bạn nắm rõ tinh thần của phương pháp này là như thế nào. Sau đó mình và anh Khánh sẽ cùng nhau ngồi lại bàn về chuyện áp dụng nó như thế nào và cơ chế tác động nó ra sao. Đồng thời trong setup này thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm tập luyện nên nó sẽ khá hữu dụng cho các bạn nếu như các bạn áp dụng nó trong quá trình tập luyện giúp cho các bạn thăng tiến. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập đó là lưng. Rồi, ok. Bây giờ mình muốn mọi người cảm nhận lưng như thế này. Rồi, để tập được lưng tốt thì vị trí của cái xương sống mình phải về vị trí bình thường. Rồi, tới bây giờ mở ngực lên cho anh. Khi mà mình mở đúng nha, cái phần này nó sẽ rất là cứng và cái xô mình sẽ được kích hoạt. Mở đúng nha. Rồi, tới cảm nhận được ở đây chưa? Ở đây chưa? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đưa cánh tay ra. Ở đây nó có một cái cơ răng cưa á, gọi cơ serratus á. Thì mọi người cố gắng, mọi người đẩy hết cái serratus này ra nè. Là tới thấy toàn bộ lưng của tới chưa? Rồi, bây giờ tới kéo về cho anh. Kéo về. Đó, thì toàn bộ lưng mình sẽ được sử dụng. Đẩy ra hết luôn. Rồi kéo về. Rồi ok. Ở bài này mình sẽ đặt chân ngoài rìa, một tay mình cầm ở đây, gồng được một cái serratus thứ nhất. Rồi, cái tay này mình sẽ cầm vô, mình sẽ gồng được cái thứ hai. Rồi, cầm vô, hít khí vô. Rồi. Vô thử nó tới. Mình đang tập cái phần này nha. Rồi mở ngực lên là tới thấy gồng được ở đây chưa? Rồi gồng ở đây tiếp tục. Rồi kéo. 1 đúng rồi, xuống hết luôn. 2 đẩy nó hết luôn. 3. Tốt, tiếp tục. 4. Tám cái thôi. Ở đâu? Rồi ok. Thế làm sao? Rồi mở ra em thấy gồng được phần này bên này chưa? Gồng chắc cho anh trước nè, mở ngực lên. Chân cong xuống miếng đi. Rồi mở ngực lên, cầm vô nè. Cầm vô thấy toàn bộ xôi chưa? Rồi kéo lên. Rồi đúng rồi, xuống duỗi ra hết luôn. Kéo mạnh lên. Đúng rồi, tiếp tục. Mạnh. Đúng rồi, duỗi ra hết luôn, kéo liên tục cho anh. Mở ngực lên tí em. Luôn luôn gồng được. Đúng rồi, xuống là kéo lên liền luôn. Duỗi bằng cái này ra, đúng rồi, kéo lên. Đúng rồi. Duỗi ra, đúng rồi, rồi cỡ 8 cái thôi được rồi. Đẩy ra, rồi ok, bên này là phải gồng được cho anh. Tức là cả cái tay, cả phần này đều phải gồng. Rồi, sử dụng xô kéo lên, mạnh, 1. Rồi tiếp tục, 2 em ơi, tốt. 3, mạnh luôn. Tốt. 4, cứ kéo lên. Tốt. 5. Tốt. 6. Tốt, đừng lắc người. 7. Đúng rồi, mở ngực lên. Đúng rồi, cứ dạy cho anh. 8. Đúng rồi, 9, mạnh lên. Tốt. 10. Tốt, phòng tốt em ơi. 11. Tốt. 12. Tốt, tiếp tục luôn. 13. Tốt. 14. Tốt. 15, kéo tới rụng luôn cho anh. Tốt. 16. Tốt. 17. Tốt. 18. Tiếp luôn. Duỗi ra. 19. Tốt. 20.
Tốt, 5 cái nữa em ơi. 21. Tốt. 22. Tốt. 23. Tốt. 24. Giữ người, 25 nè, tiếp luôn. 2 cái nữa. 2 cái nữa em ơi. 2. 1, tiếp em ơi. 30 số đẹp, 30 số đẹp. 28. Tốt. 29. Cái nữa rồi, 30. Tốt. Rồi kìa. Sao em cảm nhận phần này như thế nào? Nó sẽ kéo tới đây của em luôn nha. Mệt lắm. Rồi à, đó là lý do mình sẽ nghỉ khoảng 5 cho tới 10 phút giữa mỗi set, chứ không phải là 3 tới 5 phút bình thường. Đúng rồi, tiếp tục. 3, mạnh lên. Tốt. 4. Tốt, xuống sâu lên em. 5. Đúng rồi, tiếp tục. 6. Đúng rồi, duỗi ra. 7. Tốt. 8. Tốt. 9. Tốt. 10. Tốt tới ơi, xuống sâu hết luôn. 11. Tốt. 12, gồng mạnh lên. Tiếp. 13, gồng mạnh lên. Tiếp. 14. Tốt. 15. Tốt. Tiếp tục. 16, gồng mạnh lên. Đúng rồi. 17. Tiếp luôn em ơi. Tốt. 18. Tốt. 19. Tốt. 20. Tốt. 21. Tiếp luôn. 22 luôn. 25 cái luôn cho anh. Tốt. 23. Mạnh. 24. Tốt. 25. Rồi, form 6 rồi, nghỉ 15 giây, 15 giây, 15 giây kéo tiếp. 5 nhịp thở, 5 nhịp thở. Cố lên, cố lên, cố lên. Lưng nha, lưng nha. Rồi, kéo tiếp tới ơi. 1, 5 cái thôi. 2, giật mạnh lên. Tốt. 3, giật mạnh lên. Tốt. 4. Tốt. 5. Rồi, ok. Rồi, 15 giây, 15 giây. 5. 5. 4. 3 2 1 2 cái thôi. 1 2 cái trở lên. 1 tiếp tục. 2 luôn, giật mạnh lên. Tiếp. 3. Tốt. 4. Tốt rồi kìa. Sau một set thì em thấy sao tới? Dạ, sau một set thì cảm giác là lưng nó bị rút hết sức rồi. Cảm giác máu bơm á là sàn hết tất cả phần lưng của mình luôn. Kiểu như là căng và cảm giác kéo về sau á là không thể, bởi vì máu nó bơm tới cơ nhiều quá rồi. Cảm giác kéo về sau nó sẽ không để hết biên độ nữa. Rồi, nè, nó sẽ vào cả phần này nha. Đây là sẽ bổ trợ trực tiếp cho môn thể thao của em luôn. Đều môn thể thao của em cần những cái phần mà chống xoay. Thì nếu em làm được những cái set mà nó kéo dài từ 45 cho tới 90 giây như hồi nãy á, nó sẽ bổ trợ trực tiếp cho môn thể thao của em. Khi mà ca lịch thế này của mình sẽ chống xoay rất là nhiều hơn. Đây sẽ là cái bổ trợ trực tiếp cho mình. Một trong những cái gọi là làm cho mình yếu và làm cho em bức xúc gần đây á, bởi vì phần lưng của mình nó không có giữ được thâm con tôm truyền thống nữa. Cảm giác nó yếu hơn thì những cái bàn như thế này nó tăng cái độ bền để định hướng á. Là cuối năm nay tại 40 cái và làm cho em bức xúc thì phần này khỏe là một lợi thế để một lần nữa phá kỷ lục thế giới. 1, tiếp tục. 2, gồng mạnh lên. Mở lưng lên em. 4, 3, 4. Đừng để mất nhịp thở. 5, kéo nhanh luôn cho anh. Tiếp tục. 6. Tốt. 7. Miệng là duỗi nó ra cách chủ động lên. Đúng rồi. 8. Duỗi ra cách chủ động lên. Đúng rồi. 9. Tốt. 10. 30 nhát thôi em ơi. 11. Tốt. 12. Tốt. 13. Mở ngực lên tí em. Đúng rồi. 14. Tốt. 15. Tốt. 16. Tốt. 17. Tốt. 18. Tốt. 19, đừng giật em, đừng giật em. Lên thôi, đừng giật, đúng rồi. 20, cố gắng lên em. Tiếp đi, 21, sắp đủ rồi. Tiếp, 22, tiếp luôn em ơi. Tốt, 23, tiếp luôn. Tốt, 2 cái nữa thôi, 24. Đúng rồi, 25, đừng giật người, đừng giật người. Tốt, rồi dừng lại. Tí. Rồi, rồi, kéo lên tiếp nè em. 26, tốt. 27, tốt. 28, tốt. 2 cái nữa rồi, 29. Tốt, cái cuối. Rồi, ok. Em thấy sao? Em lại hình sao rồi em? Đang lưng lưng. Cảm thấy cơ thể nhẹ quá. Yeah, mình đạt tới giới hạn thì mình sẽ có những cái cảm giác đó ha. Và những cảm giác này thực sự là nó gây nghiện.
Thật ra những cái khó khăn nhất á, khi mà tập luyện mà từng bên nha, là mình biết mình còn phải làm bên còn lại. Hồi nãy đầu tiên á, là mình nghĩ á, chắc là Trinh không vượt qua đâu, nhưng mà cuối cùng Trinh cũng vượt qua là cực kỳ nể Trinh luôn á. Để em lấy tại 25. Rồi, ok. Thứ mình hay nói là không còn sức với dùng ý chí á, thì hôm nay mình sẽ dùng. Một, tốt, hai, tốt, xuống hết luôn em. Ba, tốt, bốn, tốt, kéo lên thôi em, không cần đưa ra, đúng rồi. Năm, sáu, cứ kéo lên thôi, đúng rồi. Bảy, kéo lên thôi, đúng rồi. Tám, tốt, chín, tốt, duỗi ra hết luôn. Mười, tốt, mười một, tốt, tiếp tục. Mười hai, tốt, tiếp tục, kéo tới rụng luôn em, đừng quan tâm. Mười ba, tốt, mười bốn, rụng luôn. Mười lăm, tốt, 16, đúng rồi, kéo tiếp đi em. 17, tốt, 18, tốt, 19, tốt, 20 rồi, 20 số đẹp, tốt, 21, đừng ăn gian, 22, tiếp tục, nhìn xuống dưới, 23, nhìn xuống dưới, 24, kiểm soát lên em, 25, kiểm soát lên, tốt, 26, tốt, 27, rồi ok, thả xuống 15 giây, thở, nhìn xuống dưới, tập trung lên em. 5 giây nữa. Rồi, kéo luôn. 5 giây lên, 1, tiếp tục, 2, dòng lên, 3, tốt, 4, cái nữa, 5. Rồi, ok, nghỉ tiếp, 5 giây. Rồi, ok, 2 cái thôi em. Cái nữa. Rồi ok. Khoảng lúc mà cái 16 á là mình nghĩ á là chắc anh kéo lên nổi 30. Nhưng mà nó bắt đầu đi tới 20 là gần như phần lưng của mình bị kiệt sức. Rồi bắt đầu hơi da ở phần người vỏ. Nhưng mà may là có anh Khánh cản mình lại. Thì thật ra khi mà luyện tập cái này á, cái vai trò người bạn tập á nó rất là quan trọng. Cho nên mọi người khi mà luyện tập phương pháp này, hãy cố gắng kiếm cho mình một cái bạn tập rất là chất lượng. Những bạn tập có thể nhìn ra được những cái lỗi sai của mình khi mà mình đang cố gắng hết sức à, thì cái buổi tập của mình sẽ chất lượng hơn. Với bài kéo lưng này thì mình muốn cho các bạn thấy đó là một set tập theo style HIIT thì nó sẽ rộng như thế nào mà có thể vắt kiệt sức của các bạn trong một set. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại để bàn về phương pháp này, nó sẽ có những ưu điểm như thế nào và cách áp dụng nó ra sao. Ok, nói về phương pháp tập biết to nhiều thì mình sẽ giới thiệu sơ qua như sau. Bởi vì trong phương pháp này chúng ta chỉ sử dụng 1 đến 2 set tập cho một bài tập để giúp tăng trưởng cơ bắp. Nó khác hoàn toàn so lại phương pháp á, là tập 4, 5, thậm chí có thể là 10 set cho mỗi bài. Nhưng với phương pháp tập ít như trên thì nó vẫn đảm bảo sự tăng tiến. Thì chắc chắn nó sẽ cần có những cái cơ chế gọi là ở đằng sau đó. Thì giờ mình sẽ xin nhờ anh Khánh giải thích điều này cho các bạn. Thì hiện tại thì mình xin được khẳng định rằng cái việc mà tập nhiều á, tập 4-5 bài hay là mười mấy 20 bài á, 20-30 set, nó vẫn giúp cho các bạn phát triển ở một mức độ nào đó. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển cơ á, vẫn là cái áp lực cơ học mà mình tải lên trên cơ bắp của mình. Thì ở đây tụi mình chỉ tập trung vào 1-2 set này, tải lên cơ bắp cái lượng kích thích mới nhất, cái lượng mà áp lực cơ học mới nhất. Thì đó, thì nó sẽ giúp cho mình phát triển. Dạ. Và thường á, khi mọi người nghe cái chuyện á, là 1 đến 2 set thì thường mọi người sẽ nghĩ ít. Và nó có thể có khi nào chúng ta tập 4 hoặc á, là 5 set thì nó có thể giúp cho mình phát triển to hoặc là phát triển tốt hơn so lại tập chuyện là 1 đến 2 set không anh? Rồi. Ok, thật ra thì nếu mà trên lý thuyết á, các bạn tập 4 cho tới 5 set mà các bạn vẫn có thể đạt được cái ngưỡng cận thất bại á, thì mình vẫn phát triển được. Tuy nhiên á, con người mình luôn bị giới hạn bởi nhiều yếu tố. Mình phải đi học, mình phải đi làm, mình phải stress, ngủ không đủ, ăn không đủ hay làm sao đó. Thì cái việc mình chỉ có 1 cho tới 2 set nó sẽ đỡ áp lực tinh thần của mình hơn. Và khi mà mình tới phòng gym á, cái việc mình chỉ có 1 mục tiêu trong đầu là mình phá được cái mức tạ của ngày hôm trước,
nó sẽ dễ hơn so với cái việc là các bạn có tới 5 set đang ngồi chờ đó. Nó rất là khó. Yeah. Ok, vậy mình sẽ gọi là tóm tắt sơ lại cái ý của anh Khánh như sau. Đó là trong quá trình tập này, tuy chỉ là 1 đến 2 set nhưng áp lực cơ học mà chúng ta đặt lên mỗi ngày tập nó đều lớn hơn, nó đều tăng tiến mỗi ngày. Vì vậy, nó tạo cái lý do để cơ bắp của chúng ta thúc đẩy sự phát triển. Và cộng thêm nữa, việc tập 4 đến 5 set hoàn toàn được nhưng nó quá nặng và nó tạo ra một sự stress quá lớn. Cơ thể của bạn rất khó để hồi phục và nó tạo cho bạn một cái nỗi sợ trong tâm lý của mình trước khi mà các bạn đến phòng nữa. Ở phần đầu thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua cái thứ gọi là cơ chế và cái nguyên lý hoạt động của cái lịch HIIT này. Làm sao mà nó có thể tiết kiệm được thời gian cho bạn và làm sao mà nó giúp cho bạn thăng tiến liên tục. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách áp dụng nó trong lịch tập của mọi người sẽ là như thế nào. Mình sẽ nhờ anh Khánh giúp cho mọi người giải đáp điều này. Lịch tập này thì nó đơn giản thôi. Thì mình sẽ chọn tập từ 3 cho tới 5 buổi trên một tuần là đủ rồi. Thì một buổi rơi vào khoảng 3 tới 6 bài. Như các bạn hãy chọn những cái biến thể nó ít thôi, để xoay vòng càng nhanh càng tốt. Thì các bạn có thể áp dụng là tập theo lịch thân trên thân dưới 4 tuần trên 4 buổi trên một tuần, hoặc là đẩy kéo chân 5 buổi trên một tuần, hoặc là full body 3 buổi trên một tuần, đều được hết, thoải mái lên. Ok, mình sẽ tóm lược lại ý của anh Khánh như sau. Đó là với cái phương pháp tập này thì chúng ta có thể chọn từ 3 cho đến 5 buổi trên một tuần đều được. Và cách xếp lịch thì sẽ ưu tiên khi bạn yếu phần cơ nào hoặc phần cơ nào của bạn chậm phát triển và bạn muốn cải thiện, thì chúng ta sẽ xếp cái lịch làm sao để tối ưu phần cơ đó lên. Và cách trong bài, chúng ta sẽ chọn ít bài. Lý do là tại sao? Bởi vì trong phương pháp này chúng ta sẽ tập trung vào chuyện là tăng cái áp lực cơ học mà cơ phải chịu lên. Tức là hoặc là ví dụ hôm nay các bạn đẩy ngược 100kg và 12 rep, thì hôm sau khi các bạn đi tập thì các bạn có thể nâng lên con số là 13 hoặc là 14 rep nhưng vẫn giữ nguyên mức tạ này, hoặc là nếu như một ngày đó các bạn mạnh hơn nhiều nữa có thể đẩy lên khoảng cỡ 20 rep hoặc là nhiều hơn thì chúng ta sẽ tăng mức tạ. Như vậy giúp cho cơ bạn luôn luôn thăng tiến và luôn luôn có sự phát triển về cái chuyện là chịu áp lực cơ học. Chúng ta đã hiểu về nguyên lý, hiểu về cách áp dụng, thì tại sao bạn lại cần phải áp dụng cái phương pháp này và nó phù hợp với ai? Thì giờ anh Khánh sẽ giải thích cho bạn ở phần tiếp theo. Về phương pháp này thì dường như nó sẽ phù hợp với đại đa số mọi người, bởi vì nó là một phương pháp rất là tiết kiệm thời gian. Các bạn chỉ phải bỏ 45 phút trên một buổi tập và nó tiết kiệm cả về tài chính. Đó là bạn không có cần phải ăn quá nhiều đạm mà mình sẽ tập trung vào ăn tinh bột để cho nó phù hợp với kiểu luyện tập của mình hơn. Tại vì tập nặng thì cần tinh bột. Thì ngoài ra cái việc lợi thế nhất của cái phương pháp này chính là khi mà các bạn đi tập á, các bạn có mục tiêu hơn trong việc luyện tập thì các bạn sẽ cực kỳ nghiêm túc với nó. Và mỗi buổi tập tới á, thì các bạn sẽ cảm giác là đây là cái ngày mà tao yêu thích, đây là cái ngày mà tao sẽ đi phá tạ, cái ngày mà tao sẽ hoàn thành được một cái gì đó trong cái ngày của tao đó. Thì điều đó nó rất là kích thích các bạn. Rồi, với cái phương pháp này thì nó sẽ tiết kiệm thời gian cho các bạn cực kỳ nhiều, bởi vì chúng ta chỉ có 1 đến 2 set cho một bài tập. Và thêm nữa, cái tinh thần của chúng ta sẽ được cải thiện cực kỳ tốt trong buổi tập, bởi vì chúng ta có một mục tiêu là chúng ta sẽ bằng hoặc là tốt hơn ngày hôm trước. Vì vậy mà cái tinh thần tập của chúng ta nó cũng sẽ tốt hơn. Cho nên tinh thần tập này nó là điểm mạnh và điểm cộng của cái phương pháp. Và bản thân mình thời gian qua thì mình tập với lại phương pháp high volume một thời gian dài rồi, thì mình thấy cái phương pháp của anh Khánh gọi là mới và tiết kiệm thời gian cho mình. Thì mình cũng tập và mình nhận thấy một điều á, là nó cực kỳ hưng phấn luôn các bạn. Kiểu như là chúng ta có một mục tiêu cố định trong đầu và tập thì cái độ hưng phấn cực kỳ cao và cái hiệu suất của buổi tập á nó rất là lớn luôn, tiết kiệm thời gian cực kỳ nhiều. Trước giờ thì các bạn hay biết mình với một cái kiểu á, là mình là một cũng là một người coach, mình dạy người này dạy người kia, và hễ ai sai thì mình biết và mình sửa cho họ, và đôi khi mình còn đi bóc phốt những cái thứ mà nó lừa mọi người nữa. Nhưng mà hôm nay tự nhiên mình dẫn đâu ra một anh coach khác nữa, thì không biết là cái vai trò của anh đối với mình như thế nào, thì giờ mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn cái vai trò của người coach lên một người học viên thì nó sẽ giúp người học viên những mặt gì. Thì đối với Khánh nha, ngoài cái vai trò mà người huấn luyện viên á, họ sẽ cung cấp những cái kiến thức, những cái lịch tập, những cái program tập á, thì nó còn có vai trò là cái gì? Còn có vai trò là nhìn ra được những cái lỗi sai của người học viên của mình và sửa đổi ngay lập tức. Bản thân của mình cũng là coach đi, nhưng mình mua huấn luyện viên rất là nhiều, mình vẫn có thầy của mình, và những cái thầy của mình rất là hay trong cái việc họ nhìn ra được những
cái lỗi sai của mình mà mình sửa. Và cái hay nữa tức là những cái người mà có kiến thức, họ có khả năng viết lịch tập, có khả năng viết lịch ăn cho chính bản thân của mình luôn, không bao giờ mà họ làm theo được cái lịch ăn đó đâu, không bao giờ. Thì mình phải có một cái người thầy để mình có cái trách nhiệm gọi là check in với người thầy của mình, có trách nhiệm báo cáo với người thầy của mình, thì nó sẽ đảm bảo việc tập của mình tốt hơn. Cái điểm này là cái điểm gọi là cực kỳ chí mạng luôn các bạn. Thường á, bản thân mình thì mình sẽ không biết mình yếu chỗ nào, thì chính anh Khánh là cái người mà giúp cho mình tối ưu lại được cái chỗ muối. Từ cái việc tối ưu chỗ muối thì mình co cơ mạnh hơn, thì cái việc tập skill của mình á nó cũng gọi là phát triển nhanh hơn. Đồng thời á, là bản thân mình vẫn có thể xây dựng nên một chương trình tập cho mình, nhưng thường tự mình làm cho mình á thì cái độ kỷ luật nó thấp. Còn ở đây có một người thầy đi theo á, có một người giám sát á, là chắc chắn cái hiệu suất buổi tập của chúng ta nó phải cao lên. Hoặc chúng ta không muốn đi tập đi, nhưng đến ngày gọi là trả bài cho huấn luyện viên, đến ngày chụp thức ăn cho huấn luyện viên á, thì cái độ gọi là uy tín trong cái bữa ăn của chúng ta nó sẽ gọi là được đưa lên. Thì nó chính là cái điều sẽ tạo ra kết quả. Và các bạn để ý, những vận động viên nổi tiếng, những người cực kỳ giỏi, họ vẫn có thầy. Chính thầy sẽ là người giám sát và chính thầy sẽ là người chỉ ra những điểm yếu để chúng ta khắc phục và chúng ta tiến bộ, luôn luôn tiến bộ để luôn luôn phát triển. Okay.